Như vậy xin kính chào tất cả khán giả thân yêu của THV Hà. Chúng ta lại tiếp tục với bầu không khí cuồng nhiệt tại sân bóng nhân tạo Bình Minh, thành phố Thanh Hóa. Và đây là trận đấu thứ hai trong khuôn khổ bảng B, đó là cuộc đối đầu giữa các đội FC Bà Phượng và FC Ba Lạng. Và ngày hôm nay thì các đội FC Bà Phượng họ ra sân với trang phục áo trắng quần trắng, còn các đội FC Ba Lạng họ ra sân với trang phục áo vàng quần xanh. Vậy tiếng còi của trọng tài đã cất lên. Hiệp thi đấu thứ nhất trong cuộc đối đầu giữa các thủ FC Vải Vượng và FC Ba Làng chính thức được bắt đầu. Được chiếc bóng là cầu thủ số 28 Lê Chuyển bên phía các thủ FC Vải Vượng. Sẽ long dứt điểm bay không được. Đó là một tình huống dứt điểm đầu nguy hiểm đầu tiên mà các thủ FC Vải Vượng tạo ra. Vẫn đang là một lối chơi rất chậm rãi của các thủ FC Ba Làng. Được chuyển một tình huống sân gót rất hay, không được. Một tình huống phối hợp rất con ép đến từ các thủ FC Ba Làng. Được chuyền vào, cơi không được. Đó là một tình huống đệm bóng cần thành công của Khánh Maret. Những phút đầu tiên chưa thể bắt nhịp được trận đấu. Cơi, cái gì đến là cũng phải đến rồi. Và 1-0 dành cho các thủ FC Ba Làng. Người có tình huống ghi bàn rất đẳng cấp vừa rồi đó là Thanh Tuấn. Một tình huống phối hợp rất hay của các thủ FC Ba Làng. Và lợi thế đã được các thủ FC Ba Làng thiết lập trong phút thi đấu thứ 13 của hiệp thi đấu thứ nhất này. Và chúng ta cùng xem lại một tình huống phối hợp rất hay. Một đường chuyền, sau đó Thái Lèm đã có một tình huống làm tường dành cho tuyến này. Và người ghi bàn đó là cầu thủ số 32 Thanh Tuấn. Và 1-0 dành cho các thủ FC Ba Làng. Họ đã thi đấu rất tự tin trong những phút thi đấu đầu tiên. Nhưng khi mà các thủ FC Ba Làng họ đang triển khai được lối chơi của mình thì họ đã tạo ra được điểm nhấn và có bàn thắng. Đó là một tình huống dẫn bằng chân trái của Thái Lèm. Khánh Barret. Không, đó là Linh Mực. Được chuyển vào, hung mạnh. Cơi, không có bàn thắng thứ hai dành cho các thủ FC Ba Làng. Một tình huống xử lý và dứt điểm rất nhanh đến từ Hùng Mạnh. Đây là trận đấu thứ hai trong buổi chiều ngày hôm nay và nó thuộc khuôn khổ bảng B. Cơ hội, Linh Mực không được. Tiếp tục là Linh Mực và đã có bàn thắng thứ hai dành cho các thủ FC Ba Làng. Hai tình huống dứt điểm liên tiếp đến từ đội trưởng Linh Mực. Tình huống dứt điểm thứ hai thì Linh Mực anh đã đánh bại được Tú Thành Nguyên Vẻ bên phía các thủ FC Bà Phượng và nâng lên tỷ số thành 2-0. Và chúng ta thấy được các thủ FC Ba Làng họ đang thi đấu vượt trội và có những tình huống dứt điểm và đã có bàn thắng thứ hai. Sẽ là một sự khó khăn dành cho các thủ FC Bà Phượng. Linh Mực! Như vậy đã có bàn thắng thứ ba dành cho các thủ FC Ba Làng. Và người ghi bàn đó là Thanh Tuấn. Một cú đúp của Thanh Tuấn trong hiệp thi đấu thứ nhất này. Và 3-0 rồi. Cách biệt lại được nâng lên dành cho các thủ FC Ba Làng. Những tình huống phối hợp 1-2 và sau đó là một tình huống căn ngang của Linh Mực dành cho Thanh Tuấn ghi bàn. Một cú đúp bàn thắng dành cho Thanh Tuấn. Và thời gian thì vẫn đang còn rất nhiều. Rất khó khăn dành cho tiền đạo Sang Long. Quá người. Không được. Đó là một tình huống dứt điểm của cầu thủ số 10 bên phía các thủ FC Bà Phượng. Đó là Trọng Dũng. Chúng ta cùng xem lại một tình huống dứt điểm vừa rồi. Đó là một tình huống dứt điểm không thành công. Linh Mực, Thái Lèm, không được. Những mắt xích như Thái Lèm và Linh Mực họ đang liên lạc với nhau rất tốt. Quá người, có bàn thắng thứ tư hay không? Vẫn là một tình huống cứu thua rất xuất sắc của thủ thành Nguyên Vẻ bên phía FC Bà Phượng. Và chúng ta cùng xem lại tình huống vừa rồi. Đó là một đường chuyền của Linh Mực dành cho Thái Lèm. Nhưng Thái Lèm đã không thể đánh bại được thủ thành Nguyên Vẻ. Và sau đây là một tình huống dứt điểm của Khánh Maret. Hai tình huống nguy hiểm liên tiếp mà các thủ FC Ba Làng tạo ra. Vẫn đang là Thái Lèm. Một đường chuyền chính xác dành cho Thanh Tuấn. Trả đáy thành công. 1-2 rất hay. Thanh Tuấn không được. Không có trích dành cho Thanh Tuấn. Một tình huống cơ bóng rất nhanh. Thanh Tuấn không được. Đó là một tình huống dứt điểm bằng chân trái rất nhanh của Thanh Tuấn. Hùng Mạnh. Cơ hội dành cho các thủ FC Ba Làng. Đường chuyền Thái Lèm không được. Vẫn là những tình huống ra vào và cản phá rất xuất sắc đến từ thủ thành bên phía các thủ FC Bà Phượng. Sứ Quảng và FC Một Nhà thì vẫn chưa có bàn thắng. Trong Dũng không được. Đó là một tình huống dứt điểm từ xa đến từ Trong Dũng. Được chuyển, không được. Vẫn không có bàn thắng dành cho các thủ FC Vải Phượng. Đạt Rudy không vượt qua được đội trưởng Linh Mực. Thái Lèm phản công dành cho các thủ FC Ba Làng, không được. Như vậy đã có bàn thắng thứ tư dành cho các thủ FC Ba Làng. Và người ghi bàn đó là Thái Lèm.
một trận đấu khó khăn dành cho cao thủ FC Vải Phượng. Và chúng ta cùng xem lại một tình huống phối hợp, một đường kiến tạo đến từ Linh Mực và một hướng không chiến tay công đến từ Thái Lèm, và tỷ số là 4-0 dành cho Ba Làng rồi. Một trận đấu ra quần hết sức dễ dàng dành cho cao thủ FC Ba Làng. Linh Mực không được. Ơi, như vậy đã có một bàn thắng thứ 5 dành cho cao thủ FC Ba Làng, và người ghi bàn đó là cầu thủ số 25 Văn Ngọc, người được thay vào hiệp thi đấu thứ hai này. Và chúng ta cùng xem lại một tình huống đá phạt rất mạnh đến từ Linh Mực. Thủ thành Nguyễn Vẻ bên phía FC Vạn Phượng đã có một tình huống cản phá tốt, nhưng tình huống thời điểm thứ hai của cầu thủ số 25 đó là Văn Ngọc thì anh đã không thể làm gì hơn. Linh Mực không, đó là cầu thủ số 25 người nâng lên tỷ số 5-0. Như vậy chúng tôi vừa mới nhắc tới cầu thủ số 25 đó là Văn Ngọc, anh đã có một cú đúp bàn thắng, một cú đúp bàn thắng của Văn Ngọc rất hay. Sau khi vào sân thì Văn Ngọc anh đã có một cú đúp bàn thắng rồi, và 6-0 dành cho các thủ FC Ba Làng. Quá dễ dàng dành cho các thủ FC Ba Làng. Và chúng ta cùng xem lại tình huống vừa rồi, đó là một tình huống mà Văn Ngọc đã có một tình huống ngoặt bóng và sử dụng bằng chân trái đánh bại thủ thành Nguyễn Vẻ bên phía các thủ FC Vẻ Phượng. Rất hay. Vẻ Phượng thì họ đang cần một bàn thắng, một bàn thắng, một bàn thắng danh dự trong trận đấu ngày hôm nay, thì khoảng cách là 6 bàn rồi. Và đúng lúc này thì trọng tài chính điều khiển trận đấu giữa các thủ FC Vạn Phượng và FC Ba Làng cũng đã nối còi kết thúc hiệp thi đấu thứ hai, và tỷ số chung cuộc trong trận đấu ngày hôm nay là 6-0. Nhưng